Hello, xin chào các bạn lại đến với kênh của em, kênh nhà kinh doanh của em nhé các bạn. Các bạn đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hôm nay mình lại quay tiếp tục cái lô này. Mình quay lướt qua lô này, mình sẽ quay vài cái lô đồng hồ xịn hơn nha. Thì mình đi từ rẻ tới mắc. Cái lô này là 60.000 con. Các bạn mua thì cộng phí ship vô cho mình nha. Đây mình có ghi mã trên đây nha, bạn nào chốt con nào chụp màn hình lại ghi mã lại, nhắn tin qua cho mình nha. Tí mình để số điện thoại lên. Đây số điện thoại của mình đây. Hãy đăng ký kênh ủng hộ mình nha, mua hàng thường xuyên ủng hộ mình. Mình sẽ tặng quà thường xuyên nha các bạn. Ngoài ra Tết đây á mình cũng có bán những cái vòng tay chuỗi Phật này là từ bên Tây Tạng á các bạn. Nó 108 hạt từ một cái cơ sở sản xuất rất là lớn bên Tây Tạng, hàng nhập chính gốc 108 hạt nha các bạn. Mình có bán sỉ luôn. Bạn nào mua sỉ cái này thì chắc riêng với shop nha. Mà cái hàng này bán sỉ thì phải cọc 50% mình mới lấy về nha, tại vì hàng chắc cũng không còn bao nhiêu để mà Tết nay mình lên trên chùa mình bán trên chùa nữa đấy. Làm rất là đẹp, 108 hạt nha các bạn, có hai kiểu mẫu. Rất đẹp. Hai kiểu mẫu nhưng mà nó rất nhiều màu. Màu này. Nè, cái kiểu mẫu thắt nơ như này và cái kiểu mẫu gọn. Có hai kiểu mẫu, mẫu gọn như vậy. Mẫu gọn là gì, nó không có thắt nơ nhưng mà vẫn có một cái hạt to. Cái hạt to khắc chữ. Đó, mình thì mình yêu mến cái cọng màu xanh mà không có nơ, gọn. Bạn nào thích nơ thì ấy nơ thôi. Nhưng mà hàng về thì cũng ngẫu nhiên thôi các bạn. Thì mình chọn thì chọn, nhưng mà cái hồi hết hàng thì ta cũng ấy vô, đồng giá hết rồi. Bán lẻ là một sợi gì 50.000, 108 hạt trà, hạt niệm Phật nhé các bạn. Mình qua cái này, mình sẽ like xong cái lô rẻ này rồi mình sẽ like hoài cái lô mà hàng cao cấp, xịn sò hơn. Những cái lô rẻ này giá công nhân nhé các bạn. Rồi bạn nào thích bình dân thì mình cũng có thể mua. Nó rất là rẻ tiền nhưng mà nó cũng không có đến nỗi xấu lắm đâu. Tại vì cuối năm mình bán rẻ chứ không phải hàng này là bình thường là không có bán rẻ luôn. Các bạn nào mua chốt qua Zalo cho mình nha, 0796861123. Nhà kinh doanh em, Facebook nhà kinh doanh. Mã A17, size 35. Còn cái con nhỏ này thì mã A19, tay nhỏ. Tay này khoảng 14-15 đó, tay này bự hơn, khoảng 17-20 đâu vừa, 16-17. Mã 12, cái đồng hồ roi. Cái đồng hồ Nhật hiệu Yasik. Tất cả những lô này em nhập từ Nhật hết nha các bạn. Tuy là cũ nhưng cũng được rất nhiều yêu mến và săn lùng nha. Còn có những cái mà cái hàng gì mới nhưng mà chất lượng nó chưa đi theo thời đại, là nó chưa trải nghiệm trăm năm thì nhiều khi người ta cũng chẳng có săn lùng. Còn em thì em yêu mến đồ cổ cho nên em lại đi bán đồ cổ, đi bán cho những người yêu mến như em như nè. Này T3 nha các bạn. Bạn nào có những bé gái bé trai thì vô đây á, đồng hồ rất nhiều. Mà những cái bạn nữ đeo cũng rất là đẹp. Mã T14. Tất cả em đã thay pin hết rồi nha. Nội cái thay pin các bạn ra ngoài là không bao giờ là thay pin, là cũng người ta tính cũng mấy chục ngàn rồi. Mà em bán cái con đồng hồ có 60.000 thôi. Mà lại đồng hồ hiệu không nghe các bạn, thử chất lên
đồng hồ hiệu không á, mã 23. Không bao giờ là hàng phay. Những cái đồng hồ rất là cổ mà cũng có khi cũng không là cổ, trong hiện gọi là đồng hồ sida cố chợ á. Mã T15. Cái kim kiểu á nha các bạn. Sáng nay thì cũng có một vài bạn đã chốt được vài con cho nên em quay lại cái lô này. Vài bữa nữa là pin về thì em lại có một mới nữa. Em lại lai rẻ cho. Để không gắn pin vô thì các bạn mua thì các bạn nó phàn nàn liền. T1. Mã T2. Mã A24. Xe 33. Cái dây này thì mình lưu ý mình có điều chỉnh ga vô được nha. Mua thì em chỉ cho điều chỉnh. Em là biết nhiêu em sẽ chỉ hết cho về đồng hồ nha. Nội cái dính keo mà mua em chỉ cho là sướng lắm rồi. Tại vì nếu em làm cho thì sẽ mãi mãi mình không biết xử lý keo như thế nào. Đó là do mình yêu mến khách thôi. Còn ví dụ em giấu hết, em biết cái gì em giấu hết cũng được. Cái em làm cho hết, em khỏi chỉ, không có thời gian. Mã 22. Nhưng mà những người mà khách của em á, thì em rất là yêu mến. Còn những người mà không phải là khách của em thì cũng yêu mến mà mức độ sẽ khác hơn. Mã T20. Mã T22. Plaza 007. Mã số 8. Cái con này cái mặt rất là mới luôn nha các bạn. Mua là không có uổng tiền, dây cũng mới. Cái đồng hồ tao đùng, đồng hồ nam nè, xe 41, T17. Nó rất là đẹp so với tầm giá rồi đấy. Mã A36, hình cô gái, Diệu Vi. Mã số 6 nha các bạn. Thật ra là bạn nào giỏi ha, tôi nói có thể gắn hình của mình trong đây luôn á. Mình không có thời gian, mình không biết làm đâu. Mã số 2. Mặt đồ điển lên dây cũng hơi là mà xịn sò. Mã A12 rất mới luôn nha các bạn. Mua con này là cũng không có đáng tiếc. Vài chục ngàn là có con đồng hồ Q-Run. Mã T19. Mã A13. Bạn nào mua cái con đồng hồ này thì hơi chỉnh sửa lại một chút. Tuy là nó cũng hàng hiệu Raja nè. Raja hàng hiệu Nhật đó nghe, không có xịn ấy đâu. Nó chỉ hơi mất cái cháu bấm này thôi. Mình ra tiệm đồng hồ mình kiếm phụ kiện mình ấy lại là bấm được thôi, không sao. Tại vì trong cái mớ hỗn độn mình không có kiếm được nè. Nó không có cái cháu bấm, nó có mình cố gắng. Mã T21. Con này thì nó chạy mặt cho nên mình bán là rẻ vô đây 60.000. Mã A8. Mặt xanh ngọc. Mã T15. Các tình yêu của em á, chuẩn bị ăn Tết tới đâu rồi nha. Vài bữa nữa mà mình thấy khu vực của mình không có một miếng không khí Tết và không thấy bông hoa,
mã T4. Thấy cũng hơi buồn ha, cũng muốn rớt nước mắt vì dịch bệnh đã qua để lại hậu quả rất là nhiều. Vừa qua là mã T6 nha các bạn. Mã T12, chuyện tình biển xanh. Mã T10, con bướm xinh. Con bướm xinh, con bướm đa tình. Mã T15, mã 27, mã T7, mã K1, mã T25. Con này cũng đẹp lắm, mã 13, viên ngọc trai. Rồi kết thúc lô chỉ có mấy nhiêu thôi, và hẹn gặp lại sau nha các bạn. Nhớ đăng ký kênh của em nha. Rồi các bạn mà đăng ký kênh của em nhiều nhiều lên, cái 11 em phát trực tiếp luôn. Tại giờ là ít người đăng ký quá rồi, cái em cũng quay trực tiếp, khi mà mình tương tác với nhau được mình quay rồi em đăng cho các bạn xem nha. Nhớ đăng ký kênh của em nhiều nhiều, ủng hộ em nha. Đủ bạn bè mua nữa nha, tại em bán rẻ lắm nha. Em ở Trà Quýt nha. Xin chào và hẹn gặp lại.